Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tối của chúng tôi. Bản tin tối được cập nhật đến 18 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cấp tốc cắm mốc giới ngăn rừng Sóc Sơn bị xẻ thịt. Cầu Vĩnh Tuy 2 gấp rút hoàn thiện trước ngày thông xe dịp Quốc Khánh. Hai đối tượng Hàn Quốc bị phạt 6 tháng tù vì trộm cắp tài sản của đồng hương. Thảm họa cháy rừng ở Hà Quai, số người thiệt mạng tăng cao. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 18 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo Lao động, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có 6 văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện, Ủy ban Nhân dân các xã xử lý dứt điểm vụ việc vi phạm xây dựng, nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Ông Lê Minh Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, tại huyện Sóc Sơn, khu vực Hồ Đồng Đò, xã Minh Trí và Hồ Băng Tiền, xã Minh Phú là những nơi đang diễn ra hoạt động xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp khá nghiêm trọng. Phần lớn diện tích đất này đang thuộc quyền quản lý của huyện, chưa bàn giao về cho Ban Quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Do đó, địa phương cần đẩy nhanh việc rà soát, cắm mốc ranh giới và xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trái phép theo đúng quy định. Nếu không giải quyết được mấu chốt này, thì việc xẻ thịt rừng Sóc Sơn vẫn sẽ tái diễn. Báo VTC News đưa tin, sau hơn 2 năm thi công, đến nay nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 để chuẩn bị thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm 2023. Ông Trần Văn Lãm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Việt Hưng cho biết, hiện tại đơn vị đã làm được 80-85% khối lượng, vật tư đã được tập kết tại công trường. Việc thi công hệ thống chiếu sáng được thực hiện vào buổi chiều và đêm, chỉ khoảng 10 ngày nữa là hệ thống đèn trên cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ có 4 làn xe lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang Long Biên. 4 làn xe gồm 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe buýt, 1 làn tổng hợp và dải đường đi bộ. Dự án khi đưa vào sử dụng sẽ khớp nối với đường vành đai 2 trên cao và sẽ tạo thành trục giao thông hoàn chỉnh từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thùy Hà My, 40 tuổi, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, ngày 15 tháng 10 năm 2021, Lê Thùy Hà My đến nhà chị DTCH, tên viết tắt 55 tuổi, ngụ quận Hải Châu, nói dối với chị H là mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. My viết và ký vào giấy mượn tiền. Do đã nhiều lần cho My mượn tiền nên chị H chuyển vào tài khoản của My số tiền hơn 2,9 tỷ đồng. Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, My sử dụng số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, My cho hai người bạn mượn 770 triệu đồng. My đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền này cho chị H. Tại tòa, My khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lê Thùy Hà My mức án 7 năm tù. Ghi nhận thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Thị Hồng Liên, 52 tuổi ngụ tỉnh Trà Vinh, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2019, bà NTT, tên viết tắt ngụ thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện dự án liên quan đến ngành chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Bà T chọn cơ sở của Liên để ký kết hợp đồng và thành lập công ty đặt tại nhà Liên. Theo thỏa thuận, mỗi bên góp vốn lưu động ban đầu là 500 triệu đồng. Lợi nhuận sau khi khấu trừ các khoản chi phí sẽ được chia đều nhau. Đến tháng 5 năm 2020, do còn nợ lương cho công nhân và tiền nguyên liệu tại các vựa cá, nên Liên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Liên đưa ra thông tin gian dối về việc phải trình năng lực tài chính giai đoạn 2 lên dự án SME của tỉnh Trà Vinh và yêu cầu bà T chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Liên để làm sao kê ngân hàng. Tin tưởng, bà T đã chuyển tiền. Thời gian lâu thấy Liên không trả lại tiền nên bà T liên hệ với dự án SME Trà Vinh thì được biết không có chương trình kiểm tra năng lực tài chính giai đoạn 2. Bà T mới biết mình bị lừa. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thông tin từ báo Công Luận cho biết, liên quan đến vụ đối tượng Hoàng Anh Thắng, con rể, ra tay với gia đình nhà vợ, khiến một người tử vong, ba người bị thương, xảy ra ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Công an đã có những thông tin bước đầu về lời khai của nghi phạm. Theo đó, khai tại cơ quan điều tra, Hoàng Anh Thắng cho biết, việc ra tay với gia đình nhà vợ được chuẩn bị từ trước.
Nguyên nhân là do mâu thuẫn với vợ mình hiện đang lao động ở nước ngoài. Chiều ngày 10 tháng 8, Thắng lấy lý do muốn về nhà vợ ở xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là để thực hiện mưu đồ. Khi đi, Thắng chủ động mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm. Trước đó khoảng 3 giờ sáng ngày 11 tháng 8, lợi dụng lúc mọi người trong gia đình vợ đang ngủ, Thắng đã dùng dao tấn công làm anh BKG, tên viết tắt 42 tuổi, em ruột của vợ Thắng, khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau đó, Thắng còn tấn công cháu BCC, tên viết tắt, con ruột của anh BKG, khiến cháu C bị thương. Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị và lực lượng chức năng, bắt quả tang một người đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp từ biên giới về nội địa tiêu thụ. Thông tin từ báo Quảng Trị. Sau một thời gian kiên trì theo dõi mật phục, vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 8 tại khu vực huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ đối tượng Hồ Ngọc Quý, 27 tuổi, trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Quý bị bắt khi đang vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp về huyện Vĩnh Linh để tiêu thụ. Theo lực lượng chức năng, Quý là một mắt xích trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới về nội địa tiêu thụ. Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án hình sự và bàn giao đối tượng tang vật cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý, theo quy định của pháp luật. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 12 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục lập hồ sơ điều tra đối với Lê Tấn Đạt, 25 tuổi, thường trú tỉnh Bình Phước, với hành vi mua vàng rồi lấy tài sản bỏ chạy. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 11 tháng 8, Đạt đi bộ đến tiệm vàng Kim Ngọc Phát, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Lợi dụng lúc tiệm vàng đông khách đã yêu cầu nhân viên cho xem 2 lắc vàng, 2 dây chuyền vàng, 1 mặt dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Đạt xem rất lâu rồi đeo 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn vàng vào tay, rồi ra đứng trước cửa tiệm hút thuốc. Lợi dụng lúc đông khách, Đạt bỏ chạy. Lúc này nhân viên phát hiện đuổi theo và tri hô để người dân hỗ trợ. Đạt chạy vào hẻm cụt nên khi chạy ngược lại thì bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lee Yoon Soo, 40 tuổi, và Jang Yong Hee, 33 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc về tội trộm cắp tài sản. Thông tin từ báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, hai người này cùng là kỹ sư công nghệ thông tin đến Đà Nẵng để du lịch. Vào tối 7 tháng 4, hai bị cáo đến quán bar trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, chơi thì gặp hai nữ đồng hương là chị Kim Ji Yeon và chị Lee Ji Won, 27 tuổi, nên làm quen và uống rượu bia cùng nhau. Đến rạng sáng ngày 8 tháng 4, chị Yeon bị say nên Su đưa về phòng khách sạn nữ du khách này lưu trú. Đến 10 phút sau, Hee và chị Won cùng đi về phòng. Tại đây thấy hai điện thoại iPhone, tiền của chị Yeon và chị Won để trên bàn trong phòng khách. Su và Hee đã lấy trộm, sau đó bắt taxi về khách sạn của mình. Phát hiện bị mất điện thoại và tiền, hai cô gái đến công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản hai bị cáo bị chiếm đoạt hơn 28 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lee Yoon Soo và Jang Yong Hee cùng mức án 6 tháng tù. Theo thông tin tờ báo Ninh Thuận, ngày 11 tháng 8, bà Nguyễn Thị Bình, ngụ tỉnh Ninh Thuận đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh liên quan tới việc Cảnh sát Giao thông đã bắt được tên trộm xe trên quốc lộ 1A chỉ sau 35 phút từ lúc nhận tin báo. Trong thư, bà Bình nêu khoảng 15 giờ ngày 1 tháng 8, gia đình bà phát hiện mất xe mô tô. Khi xem định vị thấy xe bị kẻ gian điều khiển chạy trên quốc lộ 1A qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bà đã điện báo Công an Ninh Thuận và được hướng dẫn gọi cho trực ban Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Bình Thuận. Sau khi nhận được thông tin từ trực ban đơn vị, tổ tuần tra, kiểm soát đã báo cáo Ban Chỉ huy Trạm Cảnh sát Giao thông Hàm Tân, chuyển khai lực lượng, phương tiện để truy bắt. Khi phát hiện đối tượng điều khiển mô tô với tốc độ cao tại km 1718 quốc lộ 1A, lực lượng chức năng tổ chức truy đuổi. Sau 35 phút, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng là Phan Văn Anh Rin, 36 tuổi, thường trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tang vật thu giữ gồm một mô tô hiệu Future trị giá trên 20 triệu đồng, bình xịt hơi cay, thiết bị phát sóng, điện thoại di động và 4 đoạn sắt dùng bẻ khóa xe mô tô. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Chính quyền quân sự tại Niger đã ra lệnh báo động đối với lực lượng quân đội, đồng thời triển khai thêm nhân lực và khí tài về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi.
ghi nhận từ báo điện tử VOV. Chính quyền quân sự Niger đã ra lệnh triển khai tăng cường lực lượng từ các địa phương về thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng phó với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi. Ít giờ sau đó, một số nguồn tin xác nhận có một lượng lớn binh sĩ và khí tài chiến đấu đã được điều động vào bên trong nội đô Niamey, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Liên quan đến khả năng can thiệp quân sự của ECOWAS, Tổng thống bờ biển Nga Alassane Ouattara cam kết sẽ cử khoảng 850 đến 1.100 binh sĩ, tương đương quân số một lữ đoàn, để tham gia chiến dịch can thiệp. Nhà lãnh đạo bờ biển Nga đồng thời cho biết hai nước Nigeria và Benin cũng cam kết sẽ đóng góp binh sĩ tham gia lực lượng can thiệp quân sự vào Niger, nhưng không cho biết con số cụ thể. Vietnam Plus đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã thúc đẩy cuộc điều tra đối với Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống Joe Biden, bằng việc chỉ định một công tố viên đặc biệt tiến hành điều tra trong bối cảnh ông Hunter bị cáo buộc tham gia vào các giao dịch kinh doanh bất hợp pháp ở nước ngoài. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland đã bổ nhiệm công tố viên bang David White vào vị trí công tố viên đặc biệt nói trên, người gần đây đã điều tra Hunter Biden về các cáo buộc về thuế và súng trong một vụ án khác vẫn còn bỏ ngỏ. Ông White, người đã mở cuộc điều tra của mình vào năm 2019, gần đây đã tiết lộ rằng ông đang điều tra ông Hunter theo các hướng khác. Bộ trưởng Garland cho hay công tố viên White đã đề nghị được trao tư cách cố vấn đặc biệt để có thể theo đuổi cuộc điều tra của mình ở quy mô rộng hơn. Theo thông tin từ báo tin tức, tính đến sáng 12 tháng 8 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại đảo Maui, bang Hawaii của Mỹ đã tăng lên 67 người. Con số này khả năng cao vẫn chưa dừng lại khi đám cháy mới chỉ được kiểm soát 80%. Thống đốc bang Hawaii George Green cho biết hỏa hoạn đã biến phần lớn thị trấn Lahaina, trung tâm du lịch và kinh tế phía tây đảo Maui, thành đống đổ nát và trở thành thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử bang. Các ngọn lửa lớn đã san bằng 1.000 tòa nhà. Ước tính việc tái thiết sau thảm họa có thể mất nhiều năm và tốn tới hàng tỷ đô la. Nhiều người dân đã quay trở về ngôi nhà bị đổ nát để đánh giá thiệt hại. Ngoài việc tìm kiếm những người mất tích, chính quyền thị trấn Lahaina đang lên kế hoạch cho những người vô gia cư vào ở trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.